Thưa quý vị, để hỗ trợ cho hành khách về quê ăn Tết, năm nay các doanh nghiệp vận tải hành khách đang hoạt động tại bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vẫn giữ nguyên giá vé như ngày thường từ 20 tháng Chạp đến ngày 30 Tết. Thời điểm này năm trước, các doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu điều chỉnh giá cước tăng 40%. Năm nay mặc dù giá xăng có điều chỉnh theo hướng tăng, nhưng giá vé xe khách tại bến xe Cần Thơ vẫn ổn định. Đồng thời các doanh nghiệp đều niêm yết giá để tạo thuận lợi cho hành khách. Các ngành chức năng cũng tăng cường việc kiểm tra trên các tuyến đường và tại bến xe trung tâm để xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách dịp Tết.